Cô gái giận dỗi, phụng phịu ngồi ăn vạ ngay giữa đường không chịu về. Bạn trai này nỉ rồi bế cả lên xe cũng không chịu. Ít phút sau thì sức chịu đựng của Nam Nhi cũng có giới thiệu thôi. Theo clip ghi lại, chả biết giận dỗi gì mà cô gái ngồi phụng phịu ngay giữa đường không chịu về. Dù bạn trai này nỉ nhưng cô nhất định không chịu lên xe. Bạn trai bế cả lên những cô gái vẫn không chịu. Tuy nhiên, mới phút trước chàng trai nói câu chắc nịch anh không đánh em đâu thì phút sau bạn trai đã đi đường quyền với bạn gái ngay giữa phố. May mọi người xung quanh đã vào can ngăn kịp luôn sau đó. Tác động xong bạn trai lại kiên nhẫn lót dép ngồi chờ bạn gái hết dỗi. Cuối cùng hai người lại chở nhau về, lại cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.